Thông tin trên lĩnh vực an toàn giao thông. Vòng xuyến tại khu vực bưu điện thị trấn Di Linh, huyện Di Linh được xây dựng với mục đích giảm thiểu ùn tắc, tạo thuận lợi cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thay vì làm nhiệm vụ phân luồng giúp cho người tham gia giao thông nhanh hơn, thì vòng xuyến này đang khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện khó khăn trong việc tham gia giao thông. Nguy hiểm hơn khi hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện tham gia giao thông giữa hai tuyến quốc lộ 20 và 28 và đang là điểm đen về tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại vòng xuyến giao nhau ở khu vực bưu điện thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Ở điểm giao các trục đường huyết mạch nối quốc lộ 20 với quốc lộ 28 xuất hiện cùng lúc nhiều làn đường chia cắt, vừa vòng xuyến hình bầu dục, vừa cong lưng hình tam giác. Đi như thế nào cho đúng luật, không xảy ra tai nạn va chạm giao thông là điều không hề dễ. Theo tôi thì cái vùng biên này chưa được hợp lý lắm, vì ở đây có nhiều ngã đường từ trong ra, từ dưới lên, mà tầm nhìn nó cũng chưa được thông thoáng lắm, cho nên là ở cái chỗ này thì dễ xảy ra tai nạn, nhất là đối với phụ nữ. Cái tay lái chưa được vững, rất là khó xử lý nếu mà có cứ nhiều phương tiện đi lại cùng một lúc. Nên làm một bùng binh gọn vào, hợp lý thì sẽ đỡ hơn. Theo người dân tại thị trấn Di Linh, vòng xuyến tại khu vực này từ lúc hình thành đã nảy sinh nhiều bất cập, xuất hiện điểm đen dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê trong quý 1 năm 2017, tại nút giao thông này đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Điều đáng quan ngại do bố trí và phân luồng giao thông chưa hợp lý, nên việc tham gia giao thông đối với phương tiện xe cơ giới, xe tải, xe khách từ quốc lộ 28 sang quốc lộ 20 và ngược lại gặp nhiều khó khăn. Tôi thấy bây giờ là cái bùng binh tròn thì nó hay hơn là bùng binh này đó. Từ ráp bùng binh tới giờ là xảy ra 2-3 vụ tai nạn ở đây rồi. Thì bên kia người ta xuống là bên này đâm qua là bị 2-3 vụ chỗ này. Tuy chưa bàn giao cho ngành chức năng của tỉnh và huyện quản lý, nhưng qua hơn 5 tháng tiến hành lắp đặt thử nghiệm, hệ thống phân luồng giao thông ở khu vực bưu điện thị trấn Di Linh, huyện Di Linh được xác định là điểm mất nguy cơ về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nhiều đoạn đường ở khu vực này vẫn chưa có hệ thống sơn kẻ vạch qua đường dành cho người đi bộ, nên gây lúng túng cho người tham gia giao thông. Tôi thấy chưa hợp lý lắm, bởi vì cái vùng binh nó cản giao thông rất là nhiều, xe quay đầu rất là khó. Bây giờ xe chờ ra ngoài đường 20 cũng đứng chờ, nó xe cua vô rất là khó. Ngành giao thông phối hợp với các địa phương là rà soát lại các điểm đen, điểm mất an toàn giao thông, các cái biển báo và các cái nút giao thông để làm sao chúng ta có cái giải pháp xử lý ngay. Thì trong xử lý thì đứng về phía sở thì hiện nay là đang báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải về xử lý các cái điểm đen, điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao ủy thác. Đồng thời đối với các cái tuyến đường tỉnh, tuyến đường huyện thì sở sẽ tổng hợp từ các địa phương và báo cáo với tỉnh để có một cái giải pháp là xử lý sớm về các cái điểm này. Biết rằng đây là trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà nước và chủ đầu tư, nhưng vì sao đến nay những bất cập nêu trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm? Trong khi đó, hàng ngày hàng giờ, tai nạn giao thông vẫn luôn sình sập đối với mỗi người dân và phương tiện lưu thông qua con đường này. Theo công an huyện Di Linh, đơn vị quản lý tuyến đường trên cần quan tâm một số giải pháp như thu nhỏ vòng xuyến lại và xung quanh vòng xuyến cần tăng cường lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, kẻ gờ giảm tốc, đèn báo nguy hiểm khi vào vòng xuyến để cảnh báo. Đồng thời tìm ra giải pháp thay thế các vòng xuyến quá phức tạp tại đây, góp phần hạn chế tai nạn giao thông không đáng có tại khu vực vòng xuyến này.